Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế về việc tổ chức đợt thi tiếp theo của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trừ những trường hợp gian lận, thí sinh không thể hoàn thành thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 vì các lý do khác nhau sẽ được tạo điều kiện dự thi ở đợt tiếp theo. Theo công văn của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, căn cứ tình hình dịch Covid-19 có kế hoạch cụ thể tổ chức đợt thi tiếp theo của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, đảm bảo an toàn, quyền lợi của thí sinh và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022. Mặt khác, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giao thông Bộ Giáo dục và Đào tạo giả soát tạo điều kiện để các thí sinh không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác nhau, trừ trường hợp gian lận được dự thi ở đợt tiếp theo. Theo thống kê có 981.733 thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1. Hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh thành phố thuộc diện F0, F1, F2 và các thí sinh ở địa bàn cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa dự thi có nguyện vọng tham gia đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.